Như các bạn đã thấy, đối với cosplay, bên cạnh việc chuẩn bị chỉnh chu trang phục cũng như là việc làm đồ hay vũ khí thì gương mặt của các bạn cũng chính là một điều vô cùng quan trọng. Sau một thời gian cân nhắc và suy nghĩ thì mình vẫn quyết lại đó là mình sẽ đến Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ một số điểm nhỏ nhỏ trên gương mặt của mình. Xin chào mọi người, mình là Yuji Koi hay còn gọi là Hạnh Phương. Hiện tại mình đang sinh sống ở Thụy Sĩ và nghề nghiệp của mình là một cosplayer. Thực ra thì trước khi đến với bệnh viện thẩm mỹ Nana để tìm hiểu và tư vấn xem mình nên làm những điểm nào trên cơ mặt của mình thì mình cũng đã có phẫu thuật qua trước đó rồi. Ví dụ như là mình đã gọt xương hàm và mình cũng đã làm mũi. Tuy nhiên là sau một thời gian thì mình có cảm giác như gương mặt của mình nó lại bé ra một chút. Thế cho nên là sau khi mà tìm hiểu, tư vấn và nói chuyện với bác sĩ của bệnh viện Nana thì mình quyết định là mình sẽ gọt lại hàm lần thứ hai và cũng điều chỉnh một chút cái cánh mũi. Thế nhưng mà khi mà mình đến Nana rồi nói chuyện, rồi nhìn cơ sở vật chất hạ tầng của bệnh viện thì mình cảm thấy có yên tâm chút phần nào. Đội ngũ của mọi người rất là chuyên nghiệp này, mọi người rất là thân thiện, thế cho nên mình có yên tâm hơn một chút sau khi mà nói chuyện và tư vấn với bác sĩ Nana. Vậy cho nên là hẹn gặp lại mọi người ngày mai nhé. Hôm nay mình sẽ, sau khi bác sĩ vừa mới phác họa trên mặt của mình xong thì họ có nhắc lại đến là họ sẽ làm endothai hay còn gọi là phương pháp nâng cơ trán để có thể làm rõ cái mí mắt của mình hơn, trông sáng ngây thơ hơn và trông rõ mắt nó giống mắt cười hơn. Bên cạnh đó thì cũng có thu gọn cái mũi một chút. Hôm nay mình đã quay lại bệnh viện Nana để khám và điều trị cũng như là chăm sóc da sau 7 ngày sau ngày phẫu thuật của mình. Hôm nay thì mình đến này, đầu tiên là bác sĩ thăm khám, check xem là các cái vết thương đã lành đủ chưa để có thể cắt chỉ. Thực ra là ngày 1, ngày 2 thì mình cũng kiểu có hơi lo lắng tại vì kiểu mặt sưng húp cả lên, mắt không nhìn được. Thế nhưng mà mình cảm thấy là khi mà mình đi ra ngoài chơi thì có thể là khi mình vận động thì lưu thông tuần hoàn máu tốt hơn, nên là cảm thấy sưng hay là cơ thể cũng khỏe hơn, sưng giảm. Mình đã phẫu thuật ở Việt Nam cũng 1 đến 2 lần rồi ấy. Thì thứ nhất này, cơ sở vật chất này ở đây thực sự là rất là hiện đại. Nói chung là mọi thứ ở đây hoàn toàn là tuyệt vời hơn ở Việt Nam. Mình rất là, về bác sĩ gọt mở góc mắt và thu nhỏ cái mũi là mình rất là thích. Còn bác sĩ hạ gò má và gọt hàm cho mình thì bác rất là tận tâm. Mình nghe nói là cái hôm phẫu thuật cho mình ấy là bác đã phải ở quá giờ để phẫu thuật xong rồi. Sau đấy là bác hoàn toàn có thể về nhà luôn. Thế nhưng mà bác lại không về nhà mà bác lại cố chờ cho đến lúc mà mình tỉnh mê hẳn để bác check xem là mình có ok hoàn toàn không, rồi sau đó bác về nhà. Đấy, người ta có tâm thế. Samnita. Nhưng mà khi, nếu như mà bạn đã, một khi đã đến Hàn Quốc rồi thì mình nghĩ là khả năng cao hơn là bạn sẽ có được những cái giao diện mà bạn mong muốn. Và nhất là những cái bác sĩ ở đây mình cảm giác như kiểu là họ để ý những cái chi tiết rất là nhỏ. Ví dụ như kiểu ở Việt Nam, nếu như mà là cắt mí mắt thì chỉ là cắt mí mắt để cho mí mắt to hơn thôi. Nhưng mà ở đây người ta sẽ tập trung chú ý điều chỉnh xem là ok, cái size mí mắt này nó có phù hợp với kích cỡ tổng thể của khuôn mặt bạn hay không, hay là còn tập trung vào chỉnh cơ hay là những cái yếu tố rất là nhỏ. Đấy, thì như mình đã nói rồi đó, Hàn Quốc là đất nước bậc nhất về phẫu thuật thẩm mỹ mà, mình nghĩ vậy. Đấy, cho nên là Yuji sẽ update cho các bạn tình hình gương mặt của Yuji trong những video sắp tới nhá. Bye mọi người.